Đào tạo nghề chất lượng cao là giải pháp quan trọng nhằm tạo nguồn nhân lực có khả năng thích ứng nhanh với những biến đổi của thị trường lao động, đồng thời đáp ứng được các yêu cầu trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Với đặc thù là tỉnh tập trung nhiều khu công nghiệp, trong thời gian vừa qua, Đồng Nai đã tập trung nhiều nguồn lực để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, công tác này càng được tỉnh coi trọng khi sân bay Long Thành đưa vào khai thác giai đoạn 1 vào tháng 6 năm 2026 sẽ cần nguồn nhân lực rất lớn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình. Là đơn vị đầu tiên của tỉnh Đồng Nai triển khai đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sân bay Long Thành, đến nay trường cao đẳng công nghệ quốc tế Lilama 2 đóng trên địa bàn huyện Long Thành đã ký kết hợp tác với các đơn vị để đào tạo lao động như Học viện Hàng không Vietjet, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn để đào tạo nhân viên bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay và thiết bị tàu bay, nhân viên điều độ, khai thác bay, nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, v.v. Việc liên kết đào tạo các ngành nghề trên lĩnh vực hàng không mở ra nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên và phát triển của nhà trường. Sau khi mà hoàn thành cái khóa học tại Lilama 2 thì tụi em đã có được cái chứng chỉ thợ máy Cat A. Thì em muốn là sau quá trình này thì em vẫn muốn tiếp tục học lên Cat B, rồi Cat C, rồi tiếp tục là trở thành kỹ sư áo cắn của ngành thợ máy hàng không. Chúng tôi đi vào phân khúc là đào tạo những kỹ thuật viên tay nghề cao để phục vụ cho cái sân bay Long Thành này. Và theo tính toán thì cái số lượng này khoảng 4.000 người. Và chúng tôi hy vọng rằng sẽ tuyển sinh con em trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và đáp ứng được phần nào cái số lượng này và đảm bảo để cho sân bay được đi vào hoạt động. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, toàn tỉnh hiện có 56 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Nhờ triển khai nhiều giải pháp, đến nay hầu hết các trường cao đẳng đều được đầu tư cơ sở trang thiết bị hiện đại, đội ngũ giảng viên đạt chuẩn và trên chuẩn, đáp ứng yêu cầu đào tạo. Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có ưu thế, đó là có hai trường của Trung ương đóng trên địa bàn. Tuy nhiên hai đó là trường Lilama 2 và trường Cơ giới Thủy lợi. Thì hiện nay hai trường này đều đã được công nhận là đạt chuẩn đào tạo nghề của Đức. Cho nên là cái việc đào tạo nghề chất lượng cao trên địa bàn hiện nay hai đơn vị này là gần như là chủ đạo. Bên cạnh đó thì ba trường cao đẳng nghề của tỉnh Đồng Nai, đó là trường cao đẳng y tế, trường cao đẳng công nghệ cao và trường cao đẳng kỹ thuật Đồng Nai. Như thế là cũng từng bước được trang bị, rồi được nâng cấp để phục vụ cái việc đào tạo nghề trong thời gian sắp tới. Về công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sân bay Long Thành, dự kiến đưa vào khai thác vào tháng 6 năm 2026. Theo tính toán, siêu sân bay này cần đến hơn 13.000 lao động ở các trình độ. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là hầu hết các trường tại Đồng Nai không có khả năng đào tạo ngành hàng không mà chỉ dừng lại hợp tác, liên kết đào tạo. Mặt khác, chi phí đào tạo các ngành này cũng khá cao nên nhiều học viên không thể theo học. Chúng tôi cũng nắm được là cái học phí đối với các cái nghề mà phục vụ sân bay Long Thành thì tương đối cao. Và đó thì đối với mức thu nhập trung bình thì sẽ rất khó tiếp cận. Cho nên là trong cái thời gian sắp tới là cũng sẽ có những cái giải pháp đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh có cái giải pháp nào đó hỗ trợ một phần hoặc là có chính sách cho vay để cho các học viên, sinh viên có điều kiện để chúng ta theo học. Để tiếp tục phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhất là đào tạo nguồn nhân lực phục vụ các ngành công nghệ cao, ngành dịch vụ, hiện Đồng Nai đã được phê duyệt thành lập 5 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Hiện ngành lao động đang xúc tiến các thủ tục để sớm triển khai các dự án này, góp phần đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Đồng Nai và các tỉnh thành trong vùng Đông Nam Bộ.